chào quý cô chú anh chị nhé. Hôm nay Nam đang trên đường đi về một cái địa phương, một tổ chức một cái cuộc đấu giá quyền sử dụng đất. Trời lúc này nó khoảng gần 12 rưỡi trưa rồi nên là trời hơi nắng, nên là Nam xin phép mọi người mình đeo kính để nói chuyện với mọi người, mình đỡ bị nheo mắt. Hôm nay cái chủ đề mà Nam muốn chia sẻ với mọi người đó là cái chủ đề về đấu giá đất. Nam đang trên đường đi về một tỉnh, đó là về Hà Nam. Theo lịch thì là hôm nay mình về để đi khảo sát thực địa cái khu đất mà mình chuẩn bị mình tham gia đấu giá. Đợt này thì Nam tham gia đấu giá quyền sử dụng đất của xã, nghĩa là cái lô đất đấy nó nằm tại xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Thì vừa rồi thì Nam cũng đã mua 3 cái bộ hồ sơ rồi. Thế làm cách nào để chúng ta hiểu được cái quy trình đấu giá quyền sử dụng đất? Thì hôm nay Nam làm một cái video để giúp cho các bạn hiểu các cái bước, các cái thủ tục để chúng ta tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. Đấy, còn cái video sau thì Nam cũng sẽ chia sẻ cho các bạn là các cái hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và cái cách để chúng ta có thể đấu giá sử dụng đất thành công, và các cái mẹo để chúng ta có thể đấu giá đất được cái giá đất, đấu giá đất giá rẻ và chúng ta sẽ thành công trong các cái phiên đấu giá. Thế thì quy trình để tham gia một cái cuộc đấu giá quyền sử dụng đất thì trước tiên là các bạn phải có được thông tin, là ở một địa phương nào đó người ta tổ chức đấu giá. Đấy. Thì thông thường là một tỉnh nào đó người ta có kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất để thu tiền bổ sung cho ngân sách, thì ở tỉnh đó nó thường có một cái trung tâm mà tổ chức đấu giá, thì họ sẽ định giá và lên kế hoạch đo đạc rồi chia phân lô, rồi là rất là nhiều các cái công tác khác để họ có thể là đưa ra được một cái cuộc đấu giá đầy đủ thông tin, bao gồm là giá khởi điểm này, rồi các cái hình thức đấu giá như thế nào đấy, rồi các quy định, rồi quy chế đấu giá đất như thế nào. Thì cái đấy thì về các cái bước chi tiết để các cơ quan ban hành hoặc là tổ chức cái đấu giá quyền sử dụng đất người ta sẽ phải làm. Còn mình là người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thì bước đầu tiên là mình có thông tin, sau đó mình phải đi mua cái hồ sơ tham gia đấu giá. Thì thông thường cái hồ sơ tham gia đấu giá ấy, thì họ sẽ bán, đúng không? Bán tùy vào cái địa phương nó sẽ có các giá bán khác nhau, nhưng mà thông thường thì giá bán hồ sơ thì nó cũng rẻ thôi. Có bịa là địa phương có thể họ bán 100.000 một bộ, 200.000 một bộ, hay 300, hay 500, thì nó tùy vào cái khu đất mà người ta tổ chức đấu giá. Thế làm cách nào để có thể biết được cái thông tin để chúng ta tham gia vào các cái, hoặc là biết được thông tin để chúng ta mua được cái hồ sơ đấu giá đất đấy? Như Nam ấy thì Nam sẽ dùng khá là nhiều cách. Một là dùng mối quan hệ của mình. Mình thường hay chơi với hoặc là xây dựng mối quan hệ với các anh em ở địa chính ở địa phương này, rồi là chủ tịch ủy ban dân xã, hay là chúng ta chơi với những cái anh em làm trong cái trung tâm đấu giá của tỉnh ấy. Đấy, thì những anh em đấy hầu như là nắm được rất là chắc tất cả các cái thông tin đấu giá về tài sản nhé, về tài sản. Đấu giá quyền sử dụng đất nó chỉ là một trong những cái hình thức đấu giá tài sản thôi. Đấy, họ có thể đấu giá ô tô, đấu giá nhà cửa, rồi rất nhiều các cái hình thức đấu giá khác nữa. Nhưng mà hiện tại cái hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì nó phổ biến hơn đối với người dân của chúng ta. Đấy, còn các cái đấu giá phát mã tài sản thì thực tế ra thì rất ít người có thể nắm được những cái thông tin đấy. Đương nhiên khi tổ chức đấu giá bây giờ về luật quy định là bên tổ chức đấu giá phải công bố cái thông tin đấu giá, đăng ký đưa cái thông tin đấu giá lên trên báo đấu thầu. Đấy, bắt buộc phải thế. Nên là cái báo đấu thầu là một trong những cái hình thức chúng ta có thể tìm được tất cả các cái thông tin đấu giá đất ở trên toàn lãnh thổ của Việt Nam chúng ta. Bắt buộc tất cả các cái cuộc đấu giá nào dù nhỏ hay bé cũng đều phải đưa lên báo đấu thầu.
Đấy, nên là đấy là một trong những nơi hết sức quan trọng để chúng ta có thể thường ngày chúng ta sẽ lên chúng ta xem là báo đấu thầu có những thông tin đấu giá đất ở đâu. Đấy, chúng ta sẽ nhắm đến địa phương nào thì chúng ta search từ khóa thôi, đúng không? Đấy, đấu giá đất ở tại Hà Nam, hay đấu giá đất tại Nam Định, hay đấu giá đất tại Hà Nội, hay là rất nhiều nơi khác, thì cái đấy các bạn định hướng nơi nào thì các bạn lên trên đấy các bạn tìm, đúng không? Khi biết được cái thông tin như thế rồi, vì thường là thông tin đăng ở trên báo đấu thầu ấy thì nó đã có đầy đủ tất cả các cái thông tin của cái cuộc đấu giá đấy rồi, gồm là bao nhiêu lô, rồi giá khởi điểm như thế nào, thời gian tổ chức thế nào, việc đặt cọc nó như thế nào, và hình thức đấu giá đất là theo hình thức nào. Đấy là cái cách để chúng ta có được cái thông tin để mua được cái hồ sơ đấu giá đất, đúng không? Còn để về mua cái hồ sơ đấu giá đất ấy, thì chúng ta cũng có thể nhờ hoặc là ủy quyền cho người khác đi thay hoặc mua hộ chúng ta. Đấy, thì chúng ta sẽ cấp giấy chứng minh thư nhân dân này. Đấy, và chúng ta phải đến trực tiếp, cái thường là người ta sẽ gửi các cái hồ sơ đấy, họ bán ở tại chính ủy ban nhân dân xã của nơi quản lý cái đất mà người ta đang chuẩn bị đấu giá. Đấy, thì là ủy ban nhân dân xã đó thường là sẽ bán trực tiếp các cái hồ sơ này. Chúng ta sẽ về ủy ban nhân dân xã và xuất trình chứng minh thư đấy, để chúng ta đăng ký. Các bạn nhớ là cái thủ tục đăng ký là nếu các bạn là người trực tiếp đứng tên cái sổ đỏ này, hay là trực tiếp tham gia đấu giá đất, thì chúng ta phải là người đứng tên trong cái việc mua hồ sơ và ghi danh mua hồ sơ. Đấy. Nếu mà chúng ta nhờ thì cũng phải nói rằng là người đi mua thay, nhưng mà đăng ký chứng minh thư, đăng ký thông tin của người mua hồ sơ và người thể tham gia cái đấu giá đất đấy là phải là chính bản thân chúng ta nếu chúng ta trực tiếp tham gia, hoặc là một người nào đó nếu chúng ta muốn họ đứng tên cái sổ đỏ về sau này. Đấy, thì các bạn phải lưu ý cái việc như thế. Rồi sau khi về mua hồ sơ ấy, thì nó sẽ có các cái thông tin và nó có các cái bản vẽ trích lục tổng thể, nó gồm cả tổng thể mặt bằng của khu đất này, rồi các lô đất được phân chia như nào, diện tích bao nhiêu, đấy, đường xá xung quanh như nào, thì cũng có đều có trong cái hồ sơ mời thầu để tham, nghĩa là hồ sơ mời tham gia đấu giá bất động sản. Để Nam có động lực làm video nhiều hơn, các bạn hãy ấn vào nút đăng ký kênh, ấn vào nút chuông và ấn vào nút like của cái video này nhé. Chúng ta mua xong rồi ấy, thì họ sẽ trong cái hồ sơ ấy, họ cũng sẽ ghi rõ cho chúng ta là gì, thời gian để chúng ta đi khảo sát thực địa cái lô đất đó. Thì thông thường ấy, thì nếu mà các dự án lớn thì họ sẽ tổ chức cho chúng ta đi vào một cái thời điểm nhất định nào đó. Còn như Nam thấy thì đa phần ở các xã thì chúng ta họ chỉ công bố như thế thôi. Còn lại là chúng ta phải tự đi ra hiện trường chúng ta xem. Đấy, chúng ta sẽ xem và chúng ta nắm được cái thông tin ở trong hồ sơ rồi, nó có bản vẽ rồi, có thông tin, có vị trí rồi, thì chúng ta tự ra hiện trường chúng ta ngắm nghía, đúng không? Trước khi tham gia đấu giá đất thì chúng ta phải chắc chắn rằng chúng ta phải đi tham gia xuống thực địa để đi theo khảo sát, để chúng ta nắm được là vị trí này có ok không, những chúng ta nhắm đến những cái căn nào, vị trí nào để chúng ta định hướng, để chúng ta đấu giá, để chúng ta phải đi tham khảo giá nữa. Cái tham khảo giá để tham gia một cuộc đấu giá nó rất là quan trọng, nó quyết định được cái việc thành công hay không của chúng ta và có thắng lợi hay không. Nên cái này thì Nam sẽ xin phép là nó là chiến lược để tham gia đấu giá đất thành công, thì Nam cũng sẽ làm một cái video để chia sẻ cho mọi người này, cái chiến lược để chúng ta có thể tham gia cái đấu giá đất đấy, cái bước để các bước để chúng ta đi như nào, các cái hành động chúng ta phải làm thế nào để chúng ta có thể tham gia một cuộc đấu giá đó với cái niềm tin và kiến thức thông tin nhiều nhất. Đấy, thì sau khi khảo sát xong ấy thì đến gần ngày, thường là cách khoảng độ 3 đến 5 ngày thì chúng ta phải chuyển tiền đặt cọc cho các cái lô đất đấy. Chuyển tiền đặt cọc để tham gia cái việc đấu giá, nghĩa là cam kết việc là chúng ta sẽ tham gia đấu giá, và cái tiền đặt cọc đấy nó sẽ cam kết cho việc là khi chúng ta tham gia đấu giá rồi đấy, chúng ta trả giá và chúng ta là người chiến thắng trong cái tài sản đó, chiến thắng trong cái bất động sản đó, cho cái lô đất đó, thì chúng ta bắt buộc là chúng ta phải cam kết đến cùng về việc sở hữu và mua cái bất động sản đó trong cái phiên đấu giá đấy, để tránh cái trường hợp là chúng ta tham gia đấu giá nhưng mà sau đó chúng ta đấu giá xong chúng ta trúng rồi, chúng ta ra ngoài chúng ta lại thay đổi quyết định, chúng ta không mua cái mảnh đất đó nữa, thì nhà nước
là sẽ phải tổ chức lại đấu giá thì nó rất là tốn kém chi phí và thời gian của nhà nước. Chính vì thế là luật đấu giá tài sản đã ban bố ra và bắt buộc chúng ta là phải đặt cọc tiền để cam kết cho cái hành động của mình. Thì tùy vào cái giá trị của mảnh đất, của cái quy mô của cái cuộc đấu giá thì trung tâm đấu giá tài sản của tỉnh ấy, hoặc là cái tổ chức đấu giá đó, người ta sẽ đưa ra cái mức đặt cọc khác nhau. Có những cái nơi mà giá đất nó rẻ thì họ chỉ yêu cầu đặt cọc 1, 2 hoặc 30 triệu thôi. Có những cái nơi mà giá đất nó lớn, tránh cái việc mà bị bùng khi mà tham gia đấu giá đất ấy, thì người ta có thể đưa lên cái giá đặt cọc rất là cao, khoảng độ hơn 100 triệu, khoảng 50 triệu, 100 triệu hay có khả năng có cả đến 200 triệu, 300 triệu. Thì cái đấy là cái tùy vào cái giá trị tài sản tổ chức đấu giá. Rồi sau khi mà chúng ta đặt cọc xong ấy, thì nó sẽ có, người ta sẽ, nghĩa là cái thời gian thông bố, công bố để đấu giá nó được ấn định sẵn ở trong cái hồ sơ mời đấu giá rồi, đúng không? Thì cứ đến ngày là chúng ta sẽ đến tham gia đấu giá thôi. Thì họ sẽ tổ chức cho chúng ta, thường là họ sẽ tổ chức ở ủy ban nhân dân xã nơi mà quản lý cái đất đai đó. Đấy, tham gia tổ chức đấu giá, tùy vào cái số lượng người tham gia đông hay ít thì người ta sẽ tổ chức được cái hội trường cho chúng ta tham gia, và họ sẽ có hội đồng đấu giá đất để tổ chức cái phiên đấu giá đất cho chúng ta. Đấy, thì cái việc mà tổ chức đấu giá đất đấy nó diễn ra như thế nào, hay là hình thức tổ chức nó như thế nào, chúng ta sẽ tham gia đấu giá theo hình thức nào, thì cái đấy Nam cũng sẽ làm một cái video hướng dẫn cho mọi người để biết, để chúng ta có thể có được những kiến thức và có được những cái chiến lược để tham gia đấu giá đất thành công. Nam đã tham gia rất là nhiều các cái cuộc đấu giá rồi, đương nhiên không phải cuộc đấu giá nào mình cũng thành công, trăm bó đuốc mới bắt được con ếch. Đấy, nhưng mà chúng ta là nhà đầu tư nên chúng ta phải rất là tỉnh táo và phải có kiến thức, phải khảo sát kỹ. Đấy, khi nào mà thực sự là miếng mồi, cái bánh nó ngon thì chúng ta mới chiến đấu. Còn bây giờ cái việc đấu giá đất nó cũng khá, cũng thực sự là dân đầu cơ đất, rồi những dân có tiền người ta cũng nhảy vào đấu giá đất cũng rất là nhiều, nên là rất nhiều nơi đấu giá đất rất là khó khăn. Đấy, đấu tố nhau rất là cao. Đấy, nhưng mà không phải vì thế mà chúng ta không tin vào, hoặc là chúng ta không quan tâm đến cái việc đấu giá. Cũng như Nam đã chia sẻ với mọi người rồi, cách đây Nam cũng không tin rằng đấy là cách đây khoảng chỉ một năm thôi, đúng không, là năm 2020 thôi, mà ở các cái vùng quê, ở các vùng quê nó chưa phát triển ấy, thì việc đấu giá đất vẫn, chúng ta vẫn có được những cái đấu được những cái mảnh đất giá rất là rẻ, rất là ngon, chỉ sau vài tháng sau là chúng ta có thể nhân 2, nhân 3 giá trị của cái tài sản đấu giá đấy rồi. Đấy, thì trước đó thì Nam cũng đã chia sẻ cho mọi người một cái video Nam tham gia đấu giá đất ở Ngọc Lũ, đúng không? Đấy, một cái địa phương mà mọi người cứ nghĩ rằng là chó ăn đá gà ăn sỏi, rồi đất nó nằm một cái đầm mà mọi người thường là thấy không nhìn thấy cái tiềm năng của nó, nhưng mà Nam nhìn thấy cái tiềm năng của nó nên Nam tham gia, và cuối cùng là chỉ trong 6 tháng đã nhân được x3 cái tài sản của mình. Thì miếng mồi rất là ngon, đúng không? Thế là không thiếu những cái miếng mồi ngon đâu mà chúng ta phải tham gia vào, đúng không? Thì trăm bó đuốc chúng ta sẽ bắt được con ếch. Rồi ok, video cũng đã dài rồi. Thì chia sẻ mọi người cái quy trình đấu giá đất như thế. Thì video sau Nam sẽ đi chi tiết sâu hơn vào các hình thức đấu giá đất, rồi chiến lược để chúng ta có thể đấu giá được đất thành công. Các bạn xem video tiếp theo nhé. Nhớ ấn vào nút đăng ký kênh của Nam, ấn vào nút chuông để có thể nhận được các cái video sớm nhất. Xin chào và